Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và đây chính là Night Fury mà đã kiểu như là trang bị vào cái Flamestone á. Nhìn rất là đẹp á. Nhưng mà còn về cái kỹ năng thì vẫn là bắn ra cái quả cầu màu tím. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là sau khi nâng cấp lên thì sẽ bắn ra quả cầu lửa luôn chứ, nhưng mà không. Quả cầu lửa này vẫn là giống như Night Fury ha. Mà thôi kệ đi, không sao, dù sao đây cũng là hình dạng mới của em nên cứ dần dần mà làm quen. Còn về cái trứng rồng Titan hôm qua mình nhặt được ở vùng băng thì cũng đã up xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho rồng Titan ra ngoài luôn ha. Cạnh rồng Lotus nè. Rồng Titan. Đó. Titan Wooly. Wooly How. Đó, bùm. Ý. Ui. Mới cấp 1 không mà nhìn đã vậy. Ngồi xuống coi. Coi nè. Có răng nanh rồi nha. Và có tới 4 cái sừng lận. Nhỏ mà có 4 cái sừng luôn hả. Rồi để bây giờ mình sẽ cho ăn ha. Mình sẽ chia đồ ăn ra làm hai phần. Một phần là cho rồng Lotus, tại vì hôm qua mình chưa có kịp cho Lotus ăn. Còn một phần là mình sẽ cho rồng Wooly ăn ha. Rồi giờ thì trước mắt cho rồng Lotus ăn trước đi. Này, hôm nay thì chắc sẽ cưỡi Lotus á. Cho Lotus lớn lên luôn. Rồi, mau lớn nha. Để coi Lotus cấp bao nhiêu là cưỡi được. 25 thì còn quá bé để có thể học bay ha. Tiếp tục, quá bé thì tiếp tục cho ăn thôi chứ biết sao giờ. Mau lớn nha mấy cưng, đây. Giờ thì mình sẽ cho lên cấp 45 trước đi. 45 cưỡi được chưa? À, 45 thì đã cưỡi được rồi nè. Cái kỹ năng tấn công vẫn là quả cầu lửa màu tím nha. Thường thường thì những em giống như vậy thì thường rất là mạnh đó. Đau. Trời ơi, mình bắn phát một mình nửa cây máu luôn á. Ủa, em rồng mất nửa cây máu luôn. Khá là nguy hiểm nha. Đâu rồi, rồng đâu tết đây, xuống đây cưng. Để mình lau em rồng xuống cái đã. Suýt nữa thì em lo tết đi đai rồi. Qua đây xíu coi. Đúng rồi, đáp xuống đi. À mà quên, Lotus thì ăn ăn lúa. Để mình qua đây mình cho ăn lúa ha. Nè mình bước xuống cho Lotus ăn. Ui đi đâu vậy? Xuống đây. Thấy đồ ăn không xuống luôn hả? Hình như giận mình hay sao rồi. Tại hồi nãy mình mình điều khiển tầm bậy quá. Xuống đây đi. Chơi mà chơi giỏi nữa. Giận hờn vẫn biết mình với nhau không à. Nè, cho nó ăn nè. Đó, đầy máu lại rồi nghe, không có giận hờn gì nữa nghe. Rồi đó, coi như làm quà đi. Rồi, giờ thì mình sẽ kêu Titan Wooly qua đây ha. Sao Titan Wooly bị lỗi cái hình ảnh ở đây, nó thành cái hình tím đen rồi. Bị gì á? Qua đây. Trời ơi, coi chạy kìa. Tướng anh ấy chạy nhìn mắc cười chứ. Ồ, cái này là gồng cái hả? Tướng ẻm chạy nhìn mắc cười quá. Rồi ngồi xuống đi. Cho ăn. Tiếp tục là ăn hết cái phần ăn còn lại đi. Rồi mình hãy lấy phần ăn mới ra ha. Để coi cấp 25 thì hình dạng sẽ thay đổi như thế nào đây nè. Rồi chuẩn bị nè. Sắp có sự thay đổi về hình dạng rồi đó. Chia ra tiếp. Rồi 22, 23, 24 và... À, cấp 25 là cái sừng dài hơn nè. Chỉ thay đổi cái sừng là chính thôi, cái răng thì cũng dài hơn một xíu. Chứ không có gì là nổi bật ha. Mình vẫn sẽ cho lên cấp 45 luôn. Một phần ăn nữa. Rồi đó, giờ thì mình có thể cưỡi được rồi. Mình cất đồ ăn rồi, chúng ta sẽ cưỡi rồng ha. Ý! Rồng Titan Wooly có tới 2... hai dạng tấn công lận, một là phun ra quả cầu màu tím, hai là phun ra lửa tím luôn. Wow, hay vậy chứ. Và gần nhà mình có rất là nhiều những cái con rồng Thunder Room nha. Mình không biết gần nhà mình nó có sức hút gì nữa mà bọn chúng cứ lại gần nhà mình ở thôi. Ok đi, tha cho bọn chúng á. Này, mình có hai rồng mới nên mình khá là vui ha, tha cho bọn chúng á nghe. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ cưỡi một trong số những em rồng để đi khám phá thôi. Hình như tới vùng đầm lầy rồi. Chính xác, tới vùng đầm lầy rồi.
cơ hội để mình tìm cái riêng ít nè. Dùng này món phải dùng năm này nữa là chịu thua luôn á. Đi hổm rài cuối cùng cũng tìm ra nó. Để đi dạo một vài vòng trước đó. Cưỡi rồng lắc quá. Mình bây giờ mình rất là ngại cưỡi rồng luôn. Đúng là đi nhanh thiệt nhưng mà đánh đổi lại là máy mình sẽ rất là lắc luôn. Rất dễ dăng game nữa. Nên một số trường hợp thì mình mới cưỡi thôi. Rồi còn bây giờ thì cùng mình đi tìm cái riêng ít nào. Không biết gần gần đây có không nữa nè. Chứ có công tìm ra được mà bây giờ không có giếng ít là buồn hiu luôn á. Hướng này không có rồi. Chắc bây giờ mình phải cưỡi rồng đi tiếp quá. Đi. Đi tay tầm thôi. Đáp xuống cho anh cưỡi cái coi. Go. Ba chậm chậm thôi ha. Đi tìm cho nó kỹ. Để coi coi. Thông thường thì cái giếng ít nó cũng khá là đặc biệt đấy. Lướt ngang là mình cũng có thể phát hiện được ha. Ở đây có ngôi làng nè. Có vẻ là ở đây không có giếng ếch rồi. Lần trước cái giếng ếch thì nó có cái đặc điểm nhân dạng là nó có phần mái che ha. Coi coi gần này có chỗ nào có cái mái che không? Là nó đó. Ui đằng kia lại là một cái ngôi làng nữa cơ. Không phải cái chỗ này nha. Cái chỗ này là cái ngôi đền rồi. Ngôi đền có mấy tên pháp sư rồi. Không phải chỗ này. Tiếc tê. Rồi như vậy hướng bên đây là không có rồi nè. Mình sẽ rẽ qua bên phải một xíu. Ồ bên phải là dùng khác hả? Vậy thôi quay xe. Quay về hướng ban đầu đi. Đi rất là xa thì mới gặp được một vùng đầm lầy. Mà nó không có cái giếng hết là chắc không biết nói gì luôn á. Cạn lời luôn á. Làm ơn cho cái giếng ếch đi nào. Lâu lắm rồi chưa có gặp đấy chứ. Bên đây cũng không có luôn. Xác định rồi. Không có rồi. Ngồi ơi buồn hiu. Tưởng thế nào. Mừng hụt rồi. Ở trong này không có gì hết á. Tiếc thế nhờ. Cứ tưởng là hôm nay mình lại có cơ hội tìm thêm cái trứng rồng Froragon nè chứ. Nhưng mà không phải. Ủa sao cái vùng này nhìn lại ta. Kiểu như xung quanh nó bao bọc bằng những cái cục gì cơ. Chứ từ từ để mình. Nhìn cái chỗ này lạ thiệt á. Nghi lắm nhưng mà xung quanh không có gì hết. Chấp nhận số phận ơi. Không thể nào chối bỏ được là ở đây nó không có cái giếng ếch rồi. Thôi thì đành chịu vậy. Giờ chắc mình sẽ tiếp tục đi tìm một hướng khác thôi. Bây giờ thì mình sẽ test sức mạnh trên cái con thùng luồng kia nhá. Để coi coi nó có hung hăng được tới bao lâu. Ui rất là khó bắn chúng nó luôn á. Không biết nó thấy mình chưa nữa. Những quả cầu khi mà xuống nước thì nó sẽ bị. Ui. Không bắn trúng nó được hả? Ao. Con này tinh ranh thiệt. Mình thì không dám lại gần. Tại vì nếu mình áp sát quá nó quật một phát là chết luôn ấy. Ui sao nhìn sợ sợ đi ta. Khó bắn trúng nó ghê. Thôi. Nhìn không phải là nhục đâu. Nhìn là cách an toàn nhất để mình bớt ăn hành á. Chứ em gồng mới đi ngày đầu mà bị con thùng luồn nó quật một phát xỉu ngang thì chuyện đó thì mình không muốn. Né né nó đi, nhìn nó xíu. lượng sức em rồng mình mới được. Cái vùng này thì vẫn không có cái chỗ giếng ếch này. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước qua một cái vùng đất mới ha. Và ngay cái màn hình chờ thì nó đã là một cái em rồng mới rồi kìa. Liệu rằng chiếc này qua đây chúng ta có bội thu được hay không á. Wow. Chưa gì đã có rương rồi nè. Nhưng mà chỉ là một cái rương trống thôi. Oh my god luôn á. Ý. Ở đây có những tên pháp sư. Pháp sư bóng tối. Shadow mate. Pháp sư bóng tối nè. Hơi nguy hiểm nha.
Rồi mấy cái này mình không thể đập được. Căng rồi, căng rồi. Có rất là nhiều rương luôn, nhưng mà rương ở đây chỉ với mục đích là trang trí thôi, nó không cho mình một chút đồ nào. Biếp thật. Đằng kia cũng có cái lò spawn gì đây. Rất là nhiều lò spawn khác nhau trong đây. À, lại là pháp sư. Pháp sư bóng tối nè. Mình sẽ combo hắn. Ây da, hắn đi. Hắn nằm xuống rồi mà vẫn tấn công mình được nữa. Khó chịu gì ta. Để mình thử tìm coi chỗ này có cái gì lấy được không. Ngứa nghề quá đi. Qua đây không có lấy gì về được hết á. Tức thiệt. Bây giờ hết pháp sư rồi, tới mấy tên chiến binh. Ở trong đấy nó. Ê, bây giờ mới cho mình đập làm spawn nè. Hồi nãy chỗ kia thì không cho đập, nhưng bây giờ thì đã cho đập rồi. Căng cực, căng cực. Mình sẽ đập hết những cái làm spawn ha. Nữa lại pháp sư. Cẩn thận. Pháp sư nè, con cua nữa. Ủa con này con nhện với mấy con cua. Spider. Nhện. Trâu ấy. Tính ra con nhện còn trâu hơn ông pháp sư á. Tiêu diệt hết. Không biết đặt chi nhiều gương dữ không biết nữa. Mà không có gương nào có đồ hết. Gảnh thiệt á. Tiếp tục tìm một cái hướng nào đó nó khả quan hơn coi. Đường này đừng cùng mất rồi. Quay về hướng bắt đầu rồi nè. Rẽ phải đi. Vô ở đây. Hey, mình thấy có cái lấy được rồi. Ừ. Đây rồi. Đâu rong. À, vẫn có cái để mình lấy về được. Hành nghề liền. Đằng kia cũng cái đầu rồng, còn đầu xương đen không? Xíu quay về lấy sao ha. Trước mắt là mình lấy cái đầu rồng với cái đầu Wither đi. Ngoài ra thì mình còn được một cái Warp Spider Leg nè. Cái này thì mình có thể làm được một cái viên đá bóng tối. Hình như mình có thể nâng cấp Night Fury thành Shadow Fury thì phải. Ui ghê vậy ta. Rồng Night Fury bóng tối. Nghe là đã ngầu rồi. Thử đi tiếp. Chẳng nhẽ bên này không còn gì sao. Ừ, còn đầu xương đen nè. Làm đúng. Nó có một cái cánh cửa. Hai cánh cửa. Ba cánh cửa. Ui nhiều cánh cửa quá. Mình phải. Tiếc thế hồi nãy đi không mang theo nhiều cái heavy key. Những cái cánh cửa nặng đó thì cần phải có chìa khóa thì mới mở được. Để mình đi trong đây mình farm thêm đi. Farm mấy tên này cũng có rơi chìa khóa đó nè. Dạ. Đào đấy. Một tên. Xuất hiện lẹ đi, bây giờ mình cần nó xuất hiện nè. Để mình farm chìa khóa chứ không gì hết á. Đỡ phải quay về nhà để lấy chìa khóa. Rồi giờ lại lấy thêm cái đầu xương đen nữa. Đấy. Easy có được ba cái đầu xương đen liền. A few moments later. Mình như tới rồi. Đừng mà tới rồi mà dân game là khóc luôn á. Đừng. Năng này. À đây rồi. Tới công chuyện rồi. Ô, tên này trâu vậy. 200 máu luôn. Tên này trâu hơn bình thường nha. Thì ra đây là cái tên mà kiểu canh giữ cái căn phòng kho báu nè. À, ra là vậy. Hắn còn canh giữ thêm cái trứng rồng nữa. Ô sờ kê luôn. Rồi kho báu này coi như của mình nha. Canh giữ mà. Ui con lòng spawn đập liền. Canh giữ mà ngỗm của tỏi là xác định với mình liền. Mình sẽ lượm luôn, không bỏ sót bất kỳ cái gì luôn. Lượm hết. Đấy. Cái này còn không? Ồ. Nhiều vàng quá hả, xài không xong hết đây. Nhiều quá hả, lấy một chút thôi được không? Chứ nhiều quá. Nè. Mười mấy khối à, 20 mấy khối luôn à. Ở đây còn chút nào, mình lấy thêm chút nữa đi ha. Thế giới cuối cùng. Để xem coi. Ôi trời, mới vô có quá trời mấy cái chỗ. Đáng ướp rồi, còn có 7 nữa nè. Tranh thủ phải đi qua lẻ mới được.
Ui, còn có những con scrap nữa. Sao bảy nhiều vậy? Đi qua luôn. Cái này không khéo là nó chặt ngỗng của tỏi đấy. Nè, cô bảy nè. Tới luôn rồi. Ở đây có những cái, những cái con chiến binh gì ngộ lắm. Ui, nó còn cưỡi thằng lằn nữa. Ow no. Một sáng ướp nữa nè. Mummy. Quá trời quá đất rồi. Ui, xong rồi mình lạc vô. Động quá. Động sát ướp rồi. Cố lên. Này, này thì những cái con ha. Con này là những con cốp ra ha. Ok. Nó ở đâu nó chui ra nhiều thế nhờ. Từ hướng này mình thấy nó đi ra từ hướng này nè. Rồi xuống tiếp, xuống tiếp. Còn nhiều lắm ở đây, còn nhiều những cái con cốp ra lắm. Nó cưỡi thằng lằn. Nhìn đúng chiến luôn. Cưỡi thằng lằn. Một khăn một mình chấp luôn. Ở đây bắt đầu có những cái rương trống rồi. Cố lên, cố lên. Mình sẽ tiêu diệt con lạc đà luôn á. Hình như mình giết con lạc đà là nó cũng chết theo luôn. À, đó là vậy. Vì không cần phải nhắm vô nó đâu. Nhắm vô những, ủa gì, những con thằng lằn chứ không phải lạc đà. Nhầm. Nhắm vô những con thằng lằn thì cũng giết được nó. Ok. Xác ướp nè, ui mà xác ướp đâu quá. Quýnh đúng đầu luôn á. Mấy cái rương này thì không có đòn. Tiếc thế. Cho nó, cho nó vô trong cái bẫy đó luôn. Bia. Trời, bẫy đâm. Đây bẫy không à. Mình phải ba cua thôi. Ba cua tránh bẫy. Rồi. Rồi bắt đầu tới những cái cánh cửa khóa rồi nè. Đi vô. Ui, mới vô đã có cái giặc à. Ây dục. Tiếp tục nha, mở cửa tiếp. Rất là nhiều cửa luôn. Và thường thường thì sau những cánh cửa sẽ có những cái con canh gác đó. Phải cẩn thận mới được. Rồi hết cửa rồi hết. Ê, còn cửa nữa. Ui. Bây giờ mình đình chiến được không mấy, mấy cưng? Bây giờ mình chơi mình không quýnh nhau với nó luôn, mình chuồn luôn. Ồ ồ. Mình đã tới chỗ của hai con rồng rết rồi. Có lẽ nào đây là chỗ chứa trứng rồng rết. Chắc vậy á. Ồ, mình có thể cho rồng rết ăn được nữa nè. Mà ăn thì rồng rết không có no ha. Bị gì rồi. Ui không có. Ôi không, nhân phẩm mình không cao rồi. Không có được cái trứng rồng rồi, tiếc quá. Đây chính là rồng rết á. Ui, mình lỡ đánh trúng. No. Xin lỗi. Lỡ đánh trúng con rồng rết á. Đây là rồng rết nè, hình như là bị hóa đá rồi. Rồng cổ xưa nè. Nhìn đẹp ghê á. Cái này mà còn sống chắc bao ngầu luôn đây. Nhìn cái quả đầu là biết rồi. Thôi, đây phải chơi về thôi. Tiếc thế nhờ. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ up luôn cái trứng rồng mà mình tìm được trong ngày hôm nay ha. Đó chính là trứng rồng vampire nè. Để mình nhét vô đây thử. Up được. Mình sẽ up bằng cái máy up chạy bằng dung nham ha. Nói chung thì mình rất là muốn đi khám phá thiệt là lâu, thiệt là dài á. Nhưng mà cái lõi ở trong đây là rất là dễ bị đứng máy luôn. Thành thử ra những chuyến đi của mình nó không được thuận lợi cho lắm. Nên mình cứ trở về giữa chừng à. Đáng tiếc ghê luôn á. Giờ thì mình sẽ gắng ngồi đợi cho cái trứng rồng vampire này up xong luôn ha. Để mình chào đón thành viên mới cũng như là cho ẻm ăn luôn. Mình còn một chút phần thức ăn cho rồng nè. Gần xong rồi. Đây có lẽ là thành viên rồng cuối cùng trong cái đội hình rồng của mình ha. Rồi mình sẽ cho rồng vampire ra ngoài. Vampire. Này. Cái rồng rất là đẹp luôn. Đẹp không tưởng nha. Đây. Rồi cho ăn luôn. Ê khoan. Thấy đồ ăn cái Night Fury tôm tướp à. Thôi cho ẻm ăn. Đây là rồng vampire ha. Để coi cấp 25 thì sẽ thay đổi như thế nào đây. Ui,
125 nhìn thấy ghê hả? Hết đẹp rồi. Bây giờ chuyển sang chế độ thấy ghê rồi. Ui, còn nhỏ nhìn dễ thương mà sao lớn lên nhìn thấy đáng sợ vậy. Hết cái vẻ cute học me rồi. Ok, ráng cho ăn nốt lên cấp 45 đi ha. Rồi, cởi được chưa? Nhìn đúng ghê luôn á. Ui, 45 vẫn chưa cửa được nữa này. Khó à, khó à. Tiếp tục, 45 chưa cửa thì cho lên 60 luôn. Rồi, bây giờ 60 thì đã có thể cửa được rồi ha. Sải cánh thì rất là nhỏ luôn. Và cái em rồng này có cái nét nét gì đó giống con dơi ha. Mình thấy vậy. Và nhìn hơi đáng sợ hơn so với ban đầu á. Trời đất ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ngồi ở đây để mình triệu hồi ra tất cả những em rồng mà mình kiểu như là thu phục được từ đầu tới giờ ha. Để xem coi đâu là em rồng mà các bạn thích nhất nha. Tình hình là bây giờ máy mình chịu sắp hết nổi rồi. Quá nhiều rồng đi. Từ từ còn một xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi. Ui, nãy giờ mình mới triệu hồi được phân nữa à. Rồng phụng hoàng rồi. Từ từ. Quá nhiều gồng đi nên bây giờ chiều hồi ra cũng rất là mệt nè. Gồng grill nè. Ui trời, chen lấn, đừng chen lấn. Gì người sao mà review từng em bây giờ. Đó, coi kìa, chen chút kìa. Cái này phải thuê nguyên cái quảng trường ra hay may ra chứ. Gồng gai nè. Rồi tới rồng ba đầu, hai ra. Tiếp tục. Măng ghét. Sẽ di chuyển từ từ để cho có không gian hơn cho những em rồng sau ha. Attack. Từ từ. Hình như nó bị đơ game rồi. Ui dồi ôi. Mình sẽ đứng yên một xíu để cho nó lót càng xíu ha. Đó, đây là những em rồng sơ sơ qua nha, còn nữa. Để mình triệu hồi nó hết luôn. Đây rồi, tới đâu rồi. Đây, tới Thunder Room nè. Thunder Room. Rồi tới Night Tonker. Ui giời ơi. Nhiều rồng thì thích thiệt á, nhưng mà cái vấn đề là máy mình chịu không có nổi á. Ý là bình thường mình chỉ kêu một hai em rồng ra thôi mà nó đã lắc rồi. Bây giờ kêu nguyên đội hình rồng mình ra thì chịu sao mà nổi. Tiếp tục. Rồng rác nữa nè. Rồng rác là lâu rồi chưa ra nè. Đấy. Rồi tới rồng Siva. Siva rất là đẹp ha. Rồi, giờ tới rồng mummy, rồng xác ướp. Toàn là những em rồng ít ra trận thôi à. Rồi tới rồng zombie nữa nè. Ui giời ơi. Nội cái công đoạn này là cái công đoạn mà mình mệt nhất luôn. Nội triệu hồi ra không cũng lắc tung máy nữa. Hy vọng là khi mà mình quay thì các bạn xem nó sẽ đỡ lắc hơn khi mình chơi ha. Chứ mình chơi thì lắc chịu không nổi đâu. Storm Fury nè. Sắp xong rồi. Còn tầm mười mấy em nữa thôi. Nghe mà nó đuối nha. Rồi tới rồng sát nè. Tiếp tục. Rồi tới rồng Crimson. Để bây giờ mình sẽ chiêu nốt mấy em còn lại luôn á. Để tiết kiệm thời gian chứ bây giờ hơi lắc rồi đó. Rồi, và chuẩn bị em rồng cuối cùng là rồng Vampire á. Vampire thì đã có sẵn rồi, mình chỉ cần kêu qua đây thôi. Đây là toàn bộ tất cả những em rồng mà mình kiểu như là up được cũng như là tìm được nè. Rất là nhiều luôn. Bây giờ thì đã gần như là không đếm hết được rồi. Đấy, mình sẽ quay vòng vòng như vậy để cho các bạn dễ nhìn thấy hơn á. Và liệu rằng trong cái đội hình rồng của mình á, thì các bạn ấn tượng nhất với em rồng nào? Còn riêng mình nha, mình ấn tượng chắc ấn tượng nhất là em rồng để mình coi. Bon Fury ở đâu rồi ta? Bon Fury không biết có ở đây không nữa. Bon Fury mình đâu trời. Nè, Bon Fury nè, mới nhắc. Tại vì Bon Fury là em rồng kiểu như là có cái DNA của rồng Night Fury và kết hợp với bộ xương quá thạch mà mình tìm được ở dưới hang á, nên mình rất là thích luôn ha. Còn các bạn thì sao, ấn tượng nhất với em rồng nào thì hãy comment ở phía dưới nhá. Và cái hành trình luyện rồng của mình đến đây chắc cũng sẽ tạm dừng thôi. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ khắc phục được tình trạng mà giật lát khi đi khám phá á, để chúng ta có thể khám phá được nhiều vùng đất hơn và tìm nốt hình như là còn 4-5 con rồng còn lại vậy đó. Hy vọng là vậy ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết series này. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái series kế tiếp. Bye bye.